Xin chào các bạn, lại là mình đây. Và không biết các bạn hay theo dõi video của mình có còn nhớ tên mình không nhỉ? Mình là Jenny, đến từ trường học Anh ngữ Etan. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một bí kíp siêu siêu đơn giản, tuy nhiên lại làm cho việc phát âm của các bạn hay hơn siêu nhiều đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Nè em, đọc giúp cô câu này được không? What time is it? Có gì đó sai sai nhỉ? Tất nhiên, và bây giờ mình sẽ giải đáp giúp các bạn xem bạn ấy vừa phát âm sai ở chỗ nào nhé. Đó là từ time. Rất nhiều người Việt cũng sẽ mắc lỗi sai này, đó chính là không phát âm endings khi endings của nó là âm hoặc là âm Và bây giờ chúng ta cùng nhau so sánh xem giữa việc bật endings và và không bật thì sẽ khác nhau như thế nào nhé. Mom. Mom. Time. Time. Ten. Ten. In. In. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm hai âm này trong tiếng Anh nhé. Mình biết là các bạn đã xem rất là nhiều video clip hướng dẫn các bạn phát âm hai âm này rồi. Tuy nhiên, vì chúng ta là người Việt nên mình sẽ hướng dẫn các bạn phát âm dùng mẹo theo tiếng Việt nhé. Các bạn hãy nhớ khi mà đọc tiếng Việt thì chúng ta sẽ đọc là M và N đúng không nào? Vì vậy điểm xuất phát của âm M sẽ là dùng hai mô như thế này. Rồi, bây giờ đối với tiếng Anh thì chúng ta chỉ cần dùng cổ họng. Và nhớ là đây là ở mũi nên hơi đi ra sẽ ở mũi nhé. Và âm thứ hai đó là âm Các bạn cũng nhớ là đối với tiếng Việt thì chúng ta sẽ phát âm là N đúng không? Nhưng đối với tiếng Anh thì chúng ta sẽ không thêm âm Ơ vào đằng sau, không phải là N mà sẽ giữ điểm xuất phát này. Và dùng cổ họng hơi đi ra ở mũi. Lại nhé. Ok, khá là đơn giản đúng không? Và bây giờ thì hãy dành 5 phút để giúp chúng ta có thể xóa bỏ thói quen hay quên bật âm endings và nhìn nhé. Time. Sun. Home. Ten. In. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nối âm với âm và nhìn nhé. Sẽ làm cho tiếng Anh của các bạn hay hơn siêu nhiều đấy. Jim is here. What time is it? Sam and I will go. We want some more. Ice cream is cold. Tom may go home. Turn the alarm off. She came much later. Dan is here. Can ask questions. Jan and I will go. John knows everything. This is an ice cube. I want an apple. The list has 10 names. Have you seen Nancy? Các bạn ơi, với mẹo phát âm vừa rồi thì hy vọng các bạn có thể nói tiếng Anh càng ngày càng hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.